Hi, xin chào quý bạn. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý các bạn một cái kinh nghiệm sử dụng bài thuốc dân gian từ khi mà các bạn áp dụng dùng cây cho đẻ. Thì tôi thấy đó có rất là nhiều người họ dùng cái cây cho đẻ mà họ dùng không đúng cách. Cây cho đẻ nó hỗ trợ điều trị bệnh gan rất là tốt. Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi thấy có rất là nhiều người, rất là nhiều luôn, là không hề biết cái tác hại của cây cho đẻ và không biết cách dùng cây cho đẻ. Và nếu như mà không biết cách dùng cây cho đẻ ấy, thì nó là rất là độc, rất là nguy hiểm cho tính mạng của quý vị các bạn, chứ không phải là riêng là các bạn cứ thấy cây cho đẻ là các bạn nhổ gì các bạn kết hợp nấu uống là nó có kết quả tốt đâu. Các bạn uống nẹt cái nó chuyển qua ung thư luôn. Uống nẹt chuyển qua ung thư. Đầu tiên các bạn viêm ấy, viêm gan thôi, các bạn uống nẹt chuyển qua ung thư luôn, ung thư dạ dày luôn, rầu ung thư phổi luôn. Uống nẹt là tới bệnh không giảm mà ngược lại là càng nặng thêm. Đó là một lời khuyên mà trong video hôm nay tôi muốn nói cho quý vị các bạn. Những cái lưu ý khi dùng cái cho đẻ để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Nó rất là tốt luôn. Nhưng các bạn phải biết cách dùng. Ví dụ khi các bạn dùng cây cho đẻ để kết hợp trị bệnh gan, điều trị bệnh gan, thì các bạn nên cắt cái gốc bỏ đi. Bởi vì tôi là tại vì sao tôi làm cái video này là vì bởi vì tôi thấy có rất là nhiều người họ cứ nhổ cái cây cho đẻ lên, họ lấy cả gốc rễ. Bởi vì tư tưởng của họ là họ dùng thuốc, họ cứ nghe người ta chỉ là cây cho đẻ thì họ cứ nhổ lên họ dùng thôi. Họ không biết là cái cây cho đẻ là nó có cái công dụng như nào. Họ chỉ biết là nó là điều trị bệnh gan. Như vậy là họ nhổ và rỡ gốc rỡ thì họ cứ nghĩ là gốc rỡ thì luôn luôn là tốt hơn những cái trên thân. Đó là một cái sai lầm. Đó là một cái sai lầm rất là lớn. Coi gì nó cũng coi thuốc gì nó cũng có cái hai mặt. Nhưng mà nó mặt tốt và mặt xấu. Và thông thường thì cái mặt tốt nhiều, mặt xấu ít. Có những cây ấy, nó là mặt xấu nhưng mà không đáng cỡ. Không đáng cỡ. Nó không thể giết các bạn nhưng mà nó có thể giết các bạn lần mòn mòn. Chứ không phải dưỡng đâu. Cho nên đặc biệt lưu ý là cái cây cho đẻ này, khi các bạn dùng, bộ phận dùng mà đỡ hỗ trợ điều trị bệnh gan nha, là bộ phận trên mặt đất. Cứ trên mặt đất, cách mặt đất lên khoảng tầm 2 cm là các bạn cắt, các bạn lấy bộ phận trên thôi, còn gốc rửa bỏ nha. Còn nếu mà các bạn dùng bộ gốc, cả gốc rửa luôn ấy, lá chát các bạn dùng càng bệnh càng trầm trọng hơn. Chứ không phải đâu, cũng có thể là bớt nhưng mà rất là ít, nhưng mà cái đấy là nó hàm lượng độc, gốc nó rất là độc. Cho nên là mọi người dùng cây cho đẻ, sở dĩ tôi làm video này thì tôi cũng có chia sẻ, khi tôi chia sẻ tới cây cho đẻ tôi luôn luôn nhắc. Nhưng mà tại vì sao tôi làm riêng ra một cái video để tôi cảnh báo, vì tôi thấy có rất là nhiều người vẫn chưa biết. Có rất là nhiều người vẫn chưa biết luôn. Đó. Cho nên là tôi muốn các bạn biết cái công dụng này của cây cho đẻ là hỗ trợ điều trị gan. Nhưng bộ phận dưới mặt đất không bao giờ được dùng, riêng cây cho đẻ răng cưa, riêng cây cho đẻ răng cưa nha, không bao giờ được dùng gốc rễ, chỉ dùng được dùng từ mặt đất trở lên thôi. Đó. Cho nên là vị lưu ý khi quý vị dùng là quý vị nên luôn luôn ghi nhớ cái điều này, chứ không phải là cứ phải gốc rễ là ngon đâu, là tốt đâu. Có những cây nó không có tốt, đẹp, ví dụ như cái cây cho đẻ này, cho đẻ răng cưa này là không tốt nếu dùng bộ phận gốc rễ, cả gốc rễ. Nó chỉ dùng là trên mặt đất, lá nít đùi gì các bạn dùng hết, nhưng mà đặc biệt dưới mặt đất là không được dùng. Đó là lời khuyên của tôi dành cho quý vị các bạn, một lời khuyên rất là chân thành mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người khi dùng thuốc nam, thuốc dân gian để áp dụng cho bản thân mình. Và quý vị tin hay không hay tùy. Sau video tôi luôn luôn muốn nói với quý vị là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết. Nhưng quý vị không còn phương pháp nào khác,
quỷ bí, không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Và tôi luôn luôn khuyến khích những người nghèo hãy làm theo cách của tôi. Những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tôi, hãy áp dụng theo cách của tôi. Đó là câu nói mà tôi nói chân thành quý vị các bạn. Và sau video tôi luôn luôn khuyến khích quý vị các bạn, nếu yêu mến tôi là nên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video clip khác tôi chia sẻ lên. Đó. Vậy là cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem để tôi có thêm động lực để làm tiếp những video khác. Đó. Thu thập tiếp những cái bài thuốc dân gian khác để tôi chia sẻ lên cho mọi người. Có những cái video ấy tôi chia sẻ nó tại bệnh này, nhưng mà tại vì cái điều tiêu đỡ viết rất là ngắn cho nên là mọi người cũng thông cảm cho tôi, là mọi người chịu khó mọi người đọc cái phần mô tả tôi viết cái mô tả. Có thể là những người ở ngoài Bắc hay hoặc là Bắc Đông ngữ ấy, là họ khó, rất là khó nghe cái tiếng nói của tôi, là cái tiếng địa phương rất là khó nghe, cho nên mọi người nếu mà ai không nghe được thì làm ơn đọc phần mô tả hộ tôi cái, thì tôi sẽ viết mô tả cho mọi người đọc đó. Chứ còn cái giọng tôi là giọng của Bình Định, giọng gốc của Bình Định, giọng rất là khó nghe và nói tiếng rạch địa phương luôn, cho nên là rất là khó nghe chứ không phải là dễ nghe đâu nha quý vị nha. Cho nên là vì nếu vị nào yêu mến tôi thì đừng quên đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau.